Dự báo trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, nên sẽ xuất hiện mưa nhỏ, nên nhiệt giảm mạnh, dao động từ 11 đến 21 độ. Như vậy, thời tiết các tỉnh thành miền Bắc vẫn ở ngưỡng rét đậm rét hại, vùng núi cao còn có thể xảy ra băng giá, mưa tuyết. Không khí lạnh cũng tác động đến thời tiết của khu vực miền Trung. Trong đêm nay và sáng ngày mai, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, sau đó phổ biến không mưa. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to. Còn phần các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận chỉ có mưa vài nơi, cùng với sự xuất hiện của những cơn mưa là sự giảm của nền nhiệt độ. Ở khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An trời rét đậm với mức nhiệt dao động từ 12 đến 19 độ. Từ Hà Tĩnh đến Bình Định ở trong ngưỡng 16 đến 24 độ. Phần còn lại từ Phú Yên đến Bình Thuận thời tiết mát mẻ, dao động từ 20 đến 29 độ. Vùng cao Tây Nguyên trong đêm nay và ngày mai chỉ có mưa vài nơi trong thời đoạn ngắn, đêm và sáng trời rét, còn ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ dự báo nhiệt độ ngày đêm sẽ dao động từ 21 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Đến với Biển Đông, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, phía tây cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.